Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé gái 19 tháng tuổi dưới sông Sài Gòn, chiều ngày 24 tháng 9, thi thể người mẹ cũng đã được tìm thấy gần vị trí phát hiện bé gái. 25 tháng 9, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai mẹ con được phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn. Trước đó, vào trưa ngày 23 tháng 9, người dân phát hiện thi thể của một bé gái trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long, phường Thành Lộc, quận 12, nên trình báo cơ quan chức năng đến trục vớt, đưa về nhà xác để khám nghiệm, xác định nhân thân. Đến chiều ngày 24 tháng 9, người dân tiếp tục phát hiện thi thể một phụ nữ vướng vào đám lục bình trên sông gần vị trí tìm thấy thi thể của bé gái. Qua xác minh, công an xác định nạn nhân 35 tuổi, quê Sóc Trăng, còn bé gái là con ruột của nạn nhân mới 19 tháng tuổi. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.